quay chia sẻ cho đến các bạn cái máy tràn than kéo điện kiểu như máy cài vậy đó các bạn. Không biết kéo sao nè. Đang dắt đồ nghề lên các bạn ơi. Đó, điện đó, cao su á. Lắc rồi gắp vô cái máy này nè các bạn. Lắc gắn vô mình quay cho các bạn xem ha. Hả? 3 triệu bạn lấy yêu không?
kéo tấm cao su rồi bạn, bây giờ tới chạc lại ha. Đã kéo rồi, nãy mình vô nhà mình đi ra giờ làm cũng gần xong rồi luôn, xong nửa bên rồi nha các bạn. Nãy kéo cao su bên kia, giờ chạy chạc lại bên đây nó đều hơn, thành ra không có kéo. Bên đây chạc chắc mai kéo bằng nước luôn. Quá trời dàn cái tấm Sài Gòn trang này, trang đất này chắc cỡ 5 mét đó các bạn, quá dài.